Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Zona thần kinh là căn bệnh gây ra rất nhiều phiền toái và đau đớn cho những ai mắc phải. Ngoài việc áp dụng các phương pháp điều trị thì bệnh nhân mắc bệnh zona phải kiêng các thực phẩm sau đây để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Không nên ăn thực phẩm giàu arginine. Arginine là chất có thể khiến cho virus gây ra bệnh zona thần kinh phát triển mạnh mẽ hơn. Do đó, trong thời gian mắc phải căn bệnh này, người mắc bệnh zona nên kiêng các loại thực phẩm có chứa chất này. Một số thực phẩm không nên dùng như lúa mì, bánh mì, sô-cô-la. Không nên ăn thức ăn nhanh. Người bị bệnh zona thần kinh nên tránh xa các loại thức ăn nhanh để giúp hỗ trợ cho quá trình điều trị bệnh. Thức ăn nhanh có chứa rất nhiều chất béo, khi các chất béo này kết hợp với virus gây ra bệnh zona thần kinh thì sẽ làm cho tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Hạn chế ăn thức ăn nhanh, đồ ngọt có ga, dầu carbohydrate là lời khuyên của các chuyên gia y học cổ truyền dành cho bạn. Không nên ăn ngũ cốc đã qua tinh chế. Ngũ cốc tinh chế có chứa rất nhiều đường, khi cơ thể người bệnh hấp thụ các loại ngũ cốc đã qua tinh chế này sẽ khiến cho lượng đường trong máu tăng cao làm rối loạn điện giải và khiến cho các vết thương do bệnh gây ra bị nhiễm trùng và lâu khỏi hơn. Không nên uống rượu bia. Rượu, bia là những thứ có thể khiến cho sức đề kháng và hệ miễn dịch của người bệnh suy giảm và không có khả năng khống chế virus gây bệnh làm cho bệnh zona thần kinh phát triển nặng hơn. Ngoài ra, uống nhiều rượu bia có thể khiến cho những vết thương bị mưng mủ và viêm loét. Không nên ăn hải sản. Hải sản chứa nhiều chất tanh sẽ khiến cho những vùng da bị tổn thương do virus zona gây ra trở nên ngứa ngáy và khó chịu hơn. Trong thời gian bị bệnh, người mắc bệnh zona thần kinh nên tránh xa hải sản để có thể giảm bớt đau đớn và giúp cho quá trình điều trị bệnh diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng hơn nhé. Không nên ăn rau muống. Trường hợp người mắc bệnh zona mà vết thương bị loét ra sẽ tạo ra các vết thương hở, người bệnh nếu ăn rau muống trong trường hợp này có thể sẽ tạo nên sẹo lồi vô cùng mất thẩm mỹ. Không nên ăn trứng. Ăn trứng sẽ khiến cho vết thương của bệnh zona thần kinh khi lành lại sẽ bị loang rất mất thẩm mỹ. Do đó, để hạn chế tối đa trường hợp này, người bệnh mắc bệnh zona thần kinh không nên ăn trứng nhé. Trên đây là những loại thực phẩm mà người mắc bệnh zona thần kinh nên kiêng cẩn thận, để cho quá trình hát điều trị diễn ra suôn sẻ hơn. Ông bà ta đã có câu, có kiêng có lành, nên người bệnh lưu ý vấn đề này nhé.